xinh quá vậy. Hả? Ủa, ở đó làm là em có phải cần thay đồng phục không ạ? Có. Em mặc đồng phục. Chỗ của em là làm cho nam hay nữ hay là? Tình như thế này mà chưa có anh nào tình nguyện đưa rước em đi làm. Không. Không hay là em không Không. Ủa, cái này em đi làm hả? Đâu, là... nãy em đi cái cô đó mấy anh em. À. Anh ăn chim cút không? Ăn đi. Anh cũng thích ăn chim cút nữa. Thường em đi làm về giờ này thì mấy giờ em mới ngủ? Chắc 2-3 giờ sáng quá. Chỗ em là giờ giấc tự do hả hay là sao? Ừ. Không, ý là chỗ em ở á. À, tại vì ý là nếu mà sợ về trễ là không sợ khóa cửa ấy. Em kiếm chỗ chủ chủ quá riêng á. Nhưng mà mấy người khi vô khác thì hình như là 11 giờ hoặc 12 giờ đêm đóng cửa. Trời không à, để em kể nghe, mắc cười lắm, chắc là em mắc cười nghe. Bữa đó là em đi làm tối, tầm 1 giờ. Cái anh đó, anh chạy Grab anh ước. Xong cái em đi ra. Khoan, Grab hay Gojek? Em đang đi Gojek đó. Gojek. Xong cái em đâu quan tâm đâu, tự nhiên cái mà có xe thì em lên xe đó gì gọi gì đó nói chuyện gì ai kiểu như em biết chữ ra dễ nhớ là của ông nói gì đó à, học viện hàng không là ổng học học viện hàng không đúng rồi làm thi công thì à thi công à. Cái nói gì à tự nhiên nay giờ đóng quá ý là chịu chở em kêu em ơn xong cái là sao ba gì xong cái nó trời ô không bữa nó trời hơi lạnh à. Vậy trời hôm nay hơi lạnh em thấy lạnh hả em ổng khoác dày cui lạnh chỗ nào không xong cái nói trời tiếc ghê hỏi tiếc gì em không biết anh gì biết gì là mẹ chị trời à, anh đẹp trai ôi gì vậy trời cái gì vậy dạy lú hả anh gì anh người ta hả anh chở người ta ta thấy người chỗ da đẹp quá dạ đây kia là anh kiếm cái đó anh chở đi em đâu quan tâm đâu xong cứ rồi móc cái thẻ ra là anh là gì phi gì học nói chung là học bên cái ngành mà lái máy bay á đưa giống như vậy em là chị trời phải đưa vậy được chị hôn xong cái chở đi đi về gần tới nhà em rồi cái nhà bánh kem mà cái là nó thấy cặp mắt là bị tiệm cái tự nhiên em muốn không muốn nói gì luôn tự nhiên cái cô gian không gì hết cũng chẳng hay thì bởi vậy học cao vô trời có vậy luôn hả có chen xuống nó nói là ủa sao mắt gì biết đẹp không tin em thì cũng chen xuống rồi luôn thẳng như vậy nè mình đừng đi cũng hên là không phải hô hay gì hay ờ quan trọng là chạy xe gì để chở em chở chiếc quay bình thường thôi à vậy hả nhưng mà kiểu cách nói chuyện em chỉ muốn quan tâm tưởng đâu lấy SH ca khè chứ bình thường không đi chứ đi tính tiền cái em đưa tiền tờ 100 tờ 200 vậy cái khóc kêu đóng tiền à, giờ anh không có tiền anh thối em à, rồi từ trước tới phải đi chuyển khoản cho trời trời quá anh là anh quê luôn, anh quê dừng luôn. Em nhớ tên luôn. Dạ. Lâu chưa, trải nghiệm của em lâu chưa? Tháng trước à. Là ý là tháng trước lại em ở chỗ đó đó hả? Ừ đúng rồi, em ở chỗ nãy. À. Xong cái tính ở bình thường, người tự nhiên con nhỏ đó nó ở chung nó là sinh viên rồi, nhiều tiền không nổi á. À. Cái nó hơi nó đổi chỗ cái nó ở thì nó ra tận mình nó ở. Là ý là đi chưa hay là chuẩn bị? Em đi đi. À. Vì thì em còn cái hợp đồng của cái em bắt hợp đồng, em thấy hợp đồng của em mệt quá. Cái em chưa có gặp cái thằng trong nhà là em kiếm người khác. Em tính qua đâu? Em làm thành nhà đây em làm việc đó một ít mà. À. Cái chỗ em làm cái đó là gần ngay cái đường cai. Cảm ơn cô. Cô thu tiền luôn đi đó. Dạ, bao nhiêu vậy? 55 ngàn. Cô của em đây.
tu rồi. Trời ơi. Dạ. Rùng quá, rùng quá. Làm gì đâu. Em không làm gì em mà rung, em làm chắc anh nhảy luôn. Đúng rồi, nếu mà anh không chạy nữa thì anh thắt áp. Thắt áp. Người nào nếu muốn chạy nữa thì bật lên. Đúng rồi. Ủa, mình xả đây luôn hả ta? Ờ, chắc được rồi. Em cũng muốn cái gì đó. Ốc hả? Nãy mình đi ngang như quán ốc. Giờ đi qua luôn. Đem nước cho em. Ok. Hai cái nắp với lại hai cái bình. Chừng đổ nữa nha. Không mấy em ngồi sau em cầm nha. Em cầm cho. Ok. Thấy không? À. Để xe đâu? Để xe đâu chị? Chạy lên luôn. Em gọi đi nha, em gọi gì cũng được. Đi ăn ngót thôi anh em ơi, đi ăn ngót với tôi nha. Nè anh ốc này nè. À. Cho con mượn chút. Tặng em nè. Chúng số dắt anh đi chơi nha. Chúng nhiều nha. Lỗ luôn á. Có trúng là vui rồi. Có nhiều người không trúng luôn. Không, em trúng quậy. Em trúng hả? Vậy là số em đỏ rồi đó. Em không có giấy bự. Vậy mà vậy chiều cũng có mấy trăm cũng có. Vậy hả? Không. Em có ngại bóc không để anh bóc giùm cho. Không, em cầm luôn. Không ngại. Ăn ốc mà sợ nó nóng thôi. Cầm cái gì? Nó cho cầm cái kim tim á. À. Cái cây kim á. Nó lễ, nó khó lễ mình chết luôn này, con này đùi. Anh vừa mới đi đi Nha Trang ăn hải sản về luôn á. Nó đóng như vậy nè. Cái ốc này ốc gì em quên nè chị? Ốc bông. Ốc bông xào bơ gì đúng không? Giờ nó đóng nè nó. Thấy không? Anh dứt cái bên hông đi nè, nó có cái lỗ á. Nghĩ sao mà nó nhỏ xíu á. Cái đâu có dính được. Chỉ thẳng vô đầu ngón tay, trời ơi. Ăn gì mà thử thách quá trời. Nói là ăn cái ốc này là phải có sự kiên nhẫn mà. Cái này là bự cho anh rồi đó. Còn cái con kia này nhỏ xíu, không biết sao anh ăn. Hiểu nó có căng mới được. Cái này là bự rồi đó. Còn hả? Dạ mấy con nhỏ đưa vô miệng hút luôn, nhai luôn. Không luôn. Nhai luôn con nhỏ. Không luôn. Thế dạ. Rồi em cảm ơn. Là em đi ăn ốc nhiều lắm rồi đúng không? Ừ. Sành ốc quá rồi. Cái này là mình phải tách cái này ra ăn đúng không? Ừ. Chứ không tách xoài ăn, anh nhai nó cũng dở gì. Không tách xoài ăn được. Đừng nó không biết con này nha. Con này là tên gì? Bình Thuận mà không biết con này là con gì là sao? Ủa sao em biết anh Bình Thuận? Anh nói hả? Anh nói nào? Mà anh nói anh là Bình Thuận đó. Ủa anh có nói hả? Có. Thượng này cũng ốc mà đúng không? Miền biển mà đúng không? Nhưng mà anh ở miền núi. Bình Thuận nó có hai miền núi với miền biển. Anh ở miền núi. Tụi. Ý, có hai cái muỗng à. Bây giờ như anh ăn chung với muỗng em rồi.
Vậy hả? Em đang dở gì? Sao bạn trai qua thấy hả? Dài. Dạ dày em đã được lắp đầy chưa? Đầy đó. Giờ tắm rồi nên cũng ngon. Em ngồi đó. Em cho mấy miếng không giấy nè. Đây em sạch không? Sạch. Đây em không sạch. Cũng 1 giờ rồi đó. Ê, hút nhọn mỏ luôn. Tao hút đi. Tao hút đi. Hút nhọn mỏ. Điểm hành. Tối này mỏ nhọn hay sao? Trời ơi là trời. Ủa cho ăn mà sao kỳ vậy trời. Sao anh nói vậy? Trời ơi ngỡ lơ. Sao nói vậy? Vô ha. Ô, 1 giờ sáng rồi. Vô ha. Còn anh từ đó chạy em cũng thấy á. Đi, đi về. Đi rồi. Đi rồi. Ủa, nào lại vậy? Đi. Trời ơi, được đi ăn với người đẹp còn được ngồi nữa. Ok chưa? Đi hẻm 22 được đúng không? Để lát anh mò. Anh mò. Anh không ra được thì anh điện em nha. Em ra anh dắt anh ra xong rồi anh dắt em vô lại. Lát nữa tới anh bây giờ. Ê, nãy mới đi đâu quên rồi, vô đây quẹo phải vậy. Okay. Đây hả? Ủa là la. Xì xí. Mình kết bạn Facebook với nhau được không? Em kết bạn Facebook với em được không? Không cho Facebook luôn. Lát nữa nhắn Facebook qua Zalo nha. Ok anh em ơi, một buổi tối đi ăn với một bạn nữ khá là xinh nhờ. Ok thì bây giờ là 1 giờ sáng rồi, chắc là mình sẽ bật điều hướng một xíu ha. Mình bật điều hướng một xíu mình về Tân Bình chứ không lẽ mình đi xe không về mình quên nữa chứ. Cảm ơn anh em đã xem video của mình ha. Nếu thấy hay nhớ ấn cho tôi nút đăng ký kênh nha. Ấn like và để lại comment của anh em để mình có thể tương tác với anh em nha. Đó là anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.